Chào thầy cô và các em đang đến với trang http://2.2/thivinpix.com. Đây là bài hướng dẫn học sinh lớp 4 thi Vinpix giải toán trên mạng lớp 4 vòng 15 vòng thi cấp huyện năm học 2015-2016 đang diễn ra toàn quốc vào ngày 4 tháng 3 năm 2016. Ở bài thi này cũng có 3 bài làm nhỏ, thầy cô các em bắt đầu làm bài 1. Bài 1 có tên vượt chướng ngại vật. Chúng ta nhấn bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên, điền dấu lớn hơn, nhỏ hơn, bằng và chữ chấm. 5/7 như thế nào với 3/7? 5/7 sẽ lớn hơn 3/7. Và điền dấu lớn. Câu thứ hai, 7/12 cộng với 5/12, viết kết quả ở dưới dạng số tự nhiên. 7 cộng 5 12 thì bằng bao nhiêu? Bằng mấy hả con? Sẽ bằng là 7 cộng 5 sẽ bằng 12, 12 giúp gọi cho nhau sẽ bằng 1. 12/12, phân số khi từ số bằng mẫu số thì phân số đó bằng mấy? Sẽ bằng 1. Bằng 1. Tìm số tự nhiên n bé nhất sao cho 26.197 nhỏ hơn n nhân với sẽ bằng 46, đúng không? Và số dư. Vậy để cho cái này nó lớn hơn thì n là số tự nhiên bé nhất. N là 46. Nếu 46 mà em nhân với 561 thì nó ra kết quả bằng 25.806. Thì khi em nhân cái này vào thì cái này lại không thể lớn hơn được. Vậy n bằng bé nhất phải là 47. Vậy câu này ta điền là 47. Rồi, cứ tiếp theo. Một hình bình hành có chiều cao bằng 1 dm 5 cm bằng 1/3 độ dài đáy. Diện tích của hình bình hành đó là bao nhiêu cm vuông? Người ta yêu cầu tìm là cm vuông, vậy ta phải đổi cái này ra gì con nhỉ? cm Vậy bằng bao nhiêu cm? Bằng bao nhiêu? bằng 15 cm. Bây giờ lại và bằng 1/3 độ dài đáy. Bằng 1/3 để xây đáy người ta làm thế nào? Ta sẽ lấy 15 cm, Nhân ta mấy? nhân với 3. Bằng 45. Bây giờ ta có tìm diện tích của nó không? Muốn tìm diện tích bình hành ta lấy đáy nhân với gì? Bằng là 675. Và đánh vào bằng 675, diện tích bằng 675 cm. Cho các phân số 2015 trên 2016, 3/4, 7/18, 2127, 128. Phân số là lớn nhất trong phân số đã cho. Bài này yêu cầu con là bài khó, đã yêu cầu phần bù. Nếu là cộng thêm 1/2016 thì cái này là 1, cộng 3/4 cộng với 1/4 thì sẽ bằng 4/4, 4/4 bằng 1. Cộng với 1/18 cộng với cái phân số cuối cùng là cộng với 1/228 thì sẽ bằng tất cả đều bằng 1. Và bây giờ ta phải tìm so sánh phần bù. Cái số nào bù càng nhiều thì số nó nhỏ, còn số nào bù càng lớn thì số nó bé. Trên 2016 vậy đã được 100 điểm. Chúng ta chuyển sang tiếp theo. Câu đầu tiên, số 1, tính 23.868 chia cho 612. Bằng là 39. Vậy kết quả bằng bao nhiêu nhỉ con nhỉ? Bằng là 9. Tiếp theo. Cho các số 29.315, 32.712, 28.170, 1.289. Trong các số đã cho, số chia cho 30 là số nào? Số chia cho 30 là số Chia cho 3 chia cho 3, đúng không? Mà phải là số tròn trục, đúng không? Tròn trục thì thì đây phải là số là này, ta thử kiểm tra số này. 2 với 8 là 10, 11 là 11. 11 với 7 18, 18 chia cho 3 đúng rồi. Vậy bao nhiêu? 28.170. Tìm số tự nhiên x sao cho 4/3 nhỏ hơn x, nhỏ hơn 9/4. Vậy hai câu này có tính được không? được Đều có có mẫu số ta chung, bảo đều một có mẫu đơn là 45 ta 27. lấy 1.700 Ta lấy đây này, cái này 1/27 cộng với 26/27 thì bằng bằng 1. là hai Bằng 1 chứ? Bằng 1 đúng chưa? bằng 2.700, không phải bằng một đâu, Ừ, bằng 1, cái này bằng 1. Cái 17 cộng với 23 bằng là 30, bằng 40. bằng 4, 17 cộng với 23 ta lấy nhá. 40 cộng với 28 À, 17 cộng 28 thì bằng 45, đúng không?
17 cộng với 28 bằng 45. 45 thì bằng 1 rồi. 23 cộng với 22 thì cũng bằng 45. Vậy kết quả cái này bằng 3. 8.846 nhân với, ta sẽ lấy 151 nhân 4 rồi nhân với 846. Đây coi coi cái này là một số đi đúng không? Ta lấy 510.000. Ta nhân 510.984 ta chia bao nhiêu? Chia cho 3.384. 151. 151. 50 ta lấy 158 trừ x. 158 trừ x bằng 151 đúng không? Ta lấy x bằng 7. Tìm một số tự nhiên có hai chữ số. Biết rằng nếu thêm viết số 0 xen giữa vào chữ số hàng chục và hàng đơn vị của số đó thì được số mức gấp 10 lần số phải tìm. Nếu viết thêm chữ số 1 vào bên trái số vừa nhận thì số đó được gấp lên 3 lần. Cách làm bài này như sau. Gọi số phải tìm là AB. Nếu viết chữ 0 xen giữa vào chữ số hàng chục và hàng đơn vị thì được là cái số mới đó là 0 trăm, 0 chục và B đơn vị. Ta viết là 0 A không A không B. Theo bài ra ta có AB nhân với 10 thì bằng A không B. Vậy B phải bằng 0. Là số phải tìm có dạng là A không không. Viết thêm chữ số 1 vào bên trái A không không ta được chữ số 1.000 A không không. Theo bài ta có giải ra được A bằng 5, số phải tìm là 50. Tìm giá trị biểu thức A cộng 1 rồi A cộng 2 rồi A cộng 3 rồi A cộng 10 khi A bằng 5. Ta thấy cái biểu thức này đều giống nhau, có A cộng 1 rồi A cộng 2 cộng với A cộng 2 cộng A cộng 3 khi A bằng 5. Thì các bạn làm như này, bạn đưa hết A ra bên lên đầu. Phải đưa lên A lên đầu, ta có là A cộng A để có 10 chữ số A. 10 số hạng là A. A cộng với có 10 số hạng bằng A, ta viết bằng A nhân 10. Sau 45 cộng với 10 nữa bằng 55. Vậy A ở đây bằng 5. Khi A bằng 5, 5 nhân với 10 bằng 50. 50 cộng với 55, 105. Người ta hỏi, có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số chia cho 15? Những số chia cho 15 thì chữ số chia cho 3 và cho 5. Vậy số đầu tiên là số đầu dãy là 15. Vậy số đầu số cuối dãy là 90. Cho nên 90 trừ 15. 75 là chia cho 5, chia cho khoảng cách là cách nhau 15. Bằng 5, vậy có 6 số. 6 số tự nhiên. Tìm x biết x cộng 5 cộng x cộng 10 cộng x cộng 15 cộng với x cộng 20 bằng 74. Ta đưa x ra ngoài. Ta có bằng x cộng 14, x nhân 4. Ở trong còn lại là 5 cộng 10 cộng 15 cộng 20. Ta lấy 74 trừ 50 bằng 24, vậy x bằng 8. 4 x nhân 4 bằng 24 thì x bằng 8. Vậy số này ta ở đây ta trả lời x bằng mấy con? X bằng 8. 1199 trên 2003 so với 9/8. Cái này thì phải là dấu gì con? Cái này phân số lớn hơn 1. Ừ. Cái phân số lớn 1, cái này còn phân số này nhỏ hơn 1 đúng không? Vậy điền dấu gì con? Điền dấu gì? Số bé. Chúng ta làm bài 3. Chúng ta vào sang bài đỉnh ứng trí tuệ 1268 này. Chính bằng 1234 ta nhân với 2. Đúng chưa? Thế bên chỗ này ta sẽ làm bài 1234 ta nhân với 102. Được chưa? Ừ. Và ta trừ đi 2 thì còn lại bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 0, 0. Cái này bằng 24. Vậy A có bao nhiêu? Ta lấy 384 ta chia cho bao nhiêu? 24 bằng 16. Xong con lấy 28 này con chia cho 16 đúng không? Vâng. Bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 13. Số vậy nào số chỉ... nào trừ 12 bằng 13, số này số bao nhiêu? 15. Vậy A bao nhiêu? 15. A bằng 15. Nếu một cạnh hình vuông tăng gấp đôi thì diện tích hình vuông nó tăng lên gấp mấy lần? Hình vuông ban đầu bằng A nhân với A. Hình vuông mới sẽ bằng là A nhân 2 trên nhân với A nhân 2 gấp đôi mà đúng không? Vậy tăng lên mấy lần hả con? 2 nhân 2 bằng mấy? 22 bằng 4. Ta giảm ước A nhân 2 nhân A nhân 2 trên A nhân A thì A rút gọn cho A còn lại 2 nhân 2. 2 nhân 2 trên 1 bằng 4 chính phần 1. 4 phần 1 chính bằng mấy nhỉ? Bằng 4. Bằng 4. Câu tiếp theo là câu khó. Cho số 1, 2, 3, 4, 5 đến 10. Hỏi phải bỏ đi một số nào để chúng mình cộng các số còn 5 thì bỏ đi số 10 đúng không? Bỏ số 10 thì chúng mình cộng nó là số ở giữa nhá. Vâng. Phải bỏ đi, phải có 9 mà 9 thì đấy ở giữa thì bằng 5 thì phải bỏ đi số 10. Phải bỏ đi số nào? Bỏ đi số 10. Khi cộng số tự nhiên với 320 bạn A số 302 này thành số 3200
hỏi tổng đã tăng lên bao nhiêu đơn vị. Vậy khi giải câu này thì các bạn biết là ta cứ coi cái số tự nhiên ban đầu, cái số tự nhiên đầu tiên là cố định đi, cố định có nghĩa không di chuyển, nó chỉ chuyển mỗi cái 302 thành 3002 này thôi. Thì tất nhiên khi đã viết nhầm thêm một số không nó là tăng lên, tăng lên bao nhiêu ra chỉ việc ta lấy cái tổng mới trừ tổng cũ thì nó ra, mà cũng chẳng cần phải thế. Vậy viết nhầm lên thì số hạng tăng lên bao nhiêu thì tổng nó cũng tăng lên bấy nhiêu. Thì ta chỉ việc lấy 3002 ta trừ đi 302 thì bằng 2700. Vậy kết quả đây là 2700. Tìm số có 3 chữ số, tìm số có 3 chữ số lớn nhất có các chữ số khác nhau mà các chữ số đó mà chữ số hàng nguyên chục, hàng đơn vị bằng trung bình cộng của chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục. 9,8. Theo bố là 9,8. 9,8. 98 cũng được, 987 cũng được, lớn nhất có những khác nhau. 98 thì cộng bằng lẻ này em chia được. Trong hai phân số 222/333 và 333/444, phân số là lớn hơn. Các bạn thấy rằng 222/333 ta rút gọn cho 101, 111 thì bằng sẽ bằng 2/3. Cái này sẽ bằng 3, tương tự thế bằng 3/4. Ta quy đồng mỗi số lên thì cái này sẽ bằng là 8/12 và 9/12. Rõ ràng 8/12 nhỏ hơn 9/12 thì số này là lớn. Phân số này lớn. Vậy phân số cần điền đó là bao nhiêu? 333/444. Một hình chữ nhật có chu vi bằng 2m4cm và bằng 6 lần chiều rộng. Vậy diện tích của chữ nhật đó là bao nhiêu? Bằng 2m4cm thì ta đổi bằng là 204cm gấp 6 lần chiều rộng thì ta phải tìm được ngay chiều rộng. Ta chỉ bằng là lấy 204 chia 6 thì bằng 34. 34 thì ta tìm được ngay chiều dài là 68. Ta lấy 34 nhân 68. 2312 cm vuông. Đây là kết quả của chúng ta. Tìm x, biết x cộng 2 cộng x cộng 4 cộng x cộng 6 cộng x cộng 100 bằng 2700. Được bao nhiêu cộng với 2550 thì bằng 2700. Vậy 50 nhân x sẽ bằng, x nhân 50 sẽ bằng 2700 trừ đi 2000 bằng 550. Vậy 50 nhân x sẽ bằng là 150. Ta giải ra x bằng 150 chia 50, x bằng 3. Vậy ở đây, vậy 3 là kết quả của bài toán. Câu cuối cùng. An có 48 viên bi, bình có 57 viên bi, chi có số bi nhiều hơn trung bình cộng của ba bạn là 7 viên. Vậy chi có bao nhiêu viên? Thật sự đây 48 cộng 57 chia 2. Không, không phải. Chi có số bi bằng trung nhiều hơn trung bình cộng của cả ba bạn là 7 viên cơ mà. Số bi của chi là nay 48 cộng 57 cộng 7 chia 2 cộng 7 bằng 63 viên. Vậy đáp số là 63 viên. Vậy đây là 63 viên. Vậy ta đã hoàn thành bài này được 100 điểm.